Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây, cháu Vông. Con nói sao nhỉ? Con chào ông bà. Cô chú. Cô chú. Con chào ông bà, cô chú. Chị chú. Đó. Ok, hôm nay là Mai phải có bữa tiệc sinh nhật nhá. Nhưng mà họ làm tiệc buffet thôi, không có gì là nhiều cả. Nhưng đặc biệt đấy là món nem của Mai đã đang chuẩn bị mang tới nơi. Mai đã từ chối rồi đó, nhưng mà họ rất thích món nem của Mai. Và hôm nay món nem của Mai lại tiếp tục có mặt ở một cái bữa tiệc sinh nhật. Và bây giờ thì cô chú anh chị các bạn cùng Mai đến bữa tiệc nha. Mai và cháu đã tới nơi nhá. Đây là cái nơi mà Mai đã làm cái tiệc 30 tuổi sinh nhật mà ông chồng làm bất ngờ cho vợ đó. Oui. Xe của chef Mai này. Ông thấy chưa cái đây là có cái chỗ mà đón khách nha. Trời ơi. Đó, đẹp chưa? Bonjour. C'est Magnette, ça vient de Vietnam. Enchantée. Elle vient pour étudier en France. D'accord. À Lyon, elle vient que 3 semaines. Ah, c'est bien. Oui. Entrez. Bonjour. Elle n'est pas buffet. Bonjour Mai, ça va bien? Ça va bien. C'est des plateaux qu'on mange. J'ai ta fille? Non, non. Ça, c'est Magnette, ça vient de Vietnam. Ah, d'accord. Elle a étudié en France. C'est comme le pizza, il n'a pas tout du ouais. Monde. Ouais, mais l'original, c'est l'Italie. D'accord. Oui. Bon, bah, on va goûter ça. Avec plaisir. Ouais. Merci. Ah, on a dit que c'est un mùi nem. Ông nói là, oh, nem thì phải được ăn rồi, nhưng không biết của Việt Nam. Cô nói là, hôm nay không biết là của Việt Nam rồi đó. Ông nói là nem chỗ nào cũng có, cô mới bảo là giống như cái món gì nhỉ? Món pizza đó. Nó có khắp thế giới nhưng mà đặc biệt đến từ pays. Encore une pour les bougères. Hein, tu fais encore une. Vas-y. Là ba cái đó. Chứ ông chủ bữa tiệc là người yêu của ông ấy nhá. Chứ không phải. Sau khi hai cô cháu Mai đã vào bếp chuẩn bị mọi thứ đã sẵn sàng thì chỉ có đợi khách tới đó. Là Mai phục vụ cho khách thôi. Nhưng tất nhiên là Mai chưa có ra đĩa nhá. Đồ nguội thì ra đĩa hết rồi. Còn đồ nóng ấy là đợi khách tới thì bắt đầu là Mai mới làm nóng. Sau đó là phục vụ khách. Trong khi chờ đợi khách thì Mai sẽ quay một vòng cái bữa tiệc cho cô chú anh chị các bạn xem như cách họ deco trang trí. Do ông chủ thích cái tem như kiểu là sòng bài đó, nên chỗ nào cũng có trang trí như kiểu trong sông Mai ấy. Merci, Magnette qui vient de Vietnam. Elle vient pour étudier à Lyon. D'accord. Elle aime bien que l'hôtel restauration. C'est comme ça? La restauration. Oui, c'est comme ça. Ok. Ça va? Oui, et vous? Bien. Bonne année. Bah oui. Bah oui, on s'est pas revu. On s'est vu avant Noël. Vous faites toujours le... oui. Toujours les vidéos. Oui, toujours. TikTok, hein? Instagram. YouTube, Instagram, Facebook. Đây món súp của Mai đã làm xong nhá, đã xong một khay họ mang ra rồi. Mai sẽ để lại một ly để cho Bông ăn nếm. Và đây thì Mai sẽ mang ra.
nhiên, không có chết. Hôm nay buổi đầu bông theo cô đi làm ấy, con rất là nhanh nhẹn nha. Thấy cô làm cái gì con cũng phụ theo. Nhưng mà đôi khi thì nhiều cái con không biết ấy, thì Mai chỉ cho con. Đó, thì để cho con biết là bên đây cách phục vụ khách như thế nào đó. Mà bông có dự định là sẽ học về ngành nhà hàng khách sạn, nên là Mai muốn cho con biết là cái sự va chạm đó sẽ như thế nào và cách phục vụ như nào đó. Và sếp của Mai thì đã là một manager ở trong nhà hàng rất là có tiếng, làm cho một ông chủ, đó là ông George Blanc. Chỉ cần nói tên ông đấy thì ai cũng biết đó. Và nếu mà bông mà được có cơ hội làm việc nhiều với sếp thì có thể là bông sẽ học hỏi được rất là nhiều cách làm, cách phục vụ rất là chuyên nghiệp. Đây là sau khi Mai hỏi họ là cho Mai quay nhá. Con bây giờ con họ ăn hết rồi, mỗi người lấy một cái đó. Thì con bắt đầu bê vòng ra phía kia. Bon appétit. Merci, merci. Bon soirée à vous. Cứ khen ngon. Je vous petit dit bon anniversaire. Merci. Wow. Ê, là ông chủ bữa tiệc nhá. Sẽ đi chào tất cả mọi người. Très très bon. Merci, merci. Merci, ça c'est le nem de Vietnam, c'est moi qui fais. Super bon, excellent. Avec la sauce nước mắm, c'est moi qui fais aussi. Merci, tu à la maison, oui. Super avec bon. Plaisir. Merci. Bon appétit et bonne soirée à vous. Món khai vị và món tráng miệng thì để hết ở trong nhà lạnh nhá. Đây là Gato Gaba, con trai của sếp làm. Và họ uống rất là nhiều sâm panh nhỉ. Ở Pháp thì sâm panh là làm tiệc là rất là sang trọng nhá. Cô chú anh chị các bạn có thể thấy là 8 thùng sâm panh. Và rượu trắng, rượu đỏ. Và rượu l'apéritif mới rượu khóa bữa sau. Thì Mai chỉ quay qua một chút cho cô chú anh chị các bạn có thể xem. Sau khi phục vụ món nem cho khách xong á, thì Mai sẽ đi nói chuyện và chào hỏi khách để xem phản hồi khách thế nào. Nhưng thật sự là Mai rất tự hào về món nem của Mai. Thật sự mỗi lần Mai làm món nem ấy, khách khen thì Mai chia sẻ lại. Nhưng rất nhiều người nói là thật sự là mình hát mình khen hay. Nhưng cái món nem của Việt Nam Mai rất là tự hào vì người Pháp rất là yêu thích. Mà không phải món nem của Mai nhé. Rất nhiều người Pháp yêu món nem của Việt Nam. Và đây là ẩm thực của Việt Nam nên Mai mới tự hào. Còn rất nhiều món Mai làm nhưng mà chưa được những cái món mà họ phản hồi hay họ thích như món nem cả. Giống như là cái món thịt kho của Mai chẳng hạn. Thì thịt kho ai cũng có thể làm một cái món ăn dân gian đúng không? Nhưng mà món nem ấy, nó là cái món rất là nổi tiếng của Hà Nội. Và nó là cái món truyền thống của Việt Nam. Đó là một loại ẩm thực đến từ Việt Nam, giống như là phở hay nem. Khi nói tới Pháp ấy, thì mọi người sẽ biết ngay là bánh sừng bò. Hay nói tới Ý đấy, mọi người sẽ biết ngay là
pizza hay spaghetti thì cũng như là phở hoặc nem của Việt Nam vậy đó. Nên thật sự là Mai rất muốn để những cái gì khách phản hồi trực tiếp để cho cô chú anh chị các bạn xem. Nhưng rất tiếc là nhạc quá to đó. Mai đã giữ đoạn này, Mai up thử lên YouTube ấy, là xem có bị bản quyền hay không. Nếu không bản quyền thì Mai sẽ để nguyên gốc để những cái lời họ khen đó, để mình đáng tự hào là một cái món ăn của Việt Nam được người Pháp yêu như vậy. Nhưng rất tiếc là nhạc to quá và lại bị bản quyền, nên là Mai bắt buộc phải tắt nhạc và lồng tiếng. Mong cô chú anh chị các bạn thông cảm. Đây là anh chủ bữa tiệc, anh chiêu Mai đấy. Anh ấy bảo là Mai, có một người vừa ăn nem của em xong là phải đi cấp cứu ngay đó. Thế Mai bảo là ô, thế sao không giữ họ lại, đừng cho họ đi. Thế là anh ấy biết anh ấy đùa đó. Đó, họ đặt là mỗi người 3 cái nem. Mà thật sự là cái bữa tiệc nó diễn ra thì ở Pháp tiệc diễn ra rất là lâu. Ở đây là đã ăn mỗi người 2 ly verte de petit pois đó, có nghĩa là súp đậu Hà Lan. Và bây giờ lại 3 cái nem một người, phải thật sự là họ ăn khủng khiếp nhé. Sau đó lại còn ăn mỗi một bàn là 2 cái plateau de charcuterie đấy, là cái khay thịt muối đó. Sau đó là họ mới ăn món chính. Món chính xong mới format. Ăn format xong rồi là ăn bánh gato. Thật sự là họ làm cái tiệc này là ăn luôn đến tận trưa mai luôn đó. Ở đây đấy thì được cái là tiệc họ làm tối hôm trước cái này đó. Xong họ chơi đến khoảng 4 giờ sáng, 5 giờ sáng tùy người. Họ về họ nghỉ xong ấy, 12 giờ trưa họ lại tới. Còn cái gì là họ ăn nốt. Xong rồi tới 5 giờ chiều là xong. Trời ơi, ăn một cái tiệc là suốt một cuối tuần luôn đó. Đó, bây giờ thì món charcuterie chuẩn bị ra bàn nhá. Vừa lấy ở trong tủ lạnh ra và bây giờ thì chuẩn bị sẽ mang ra bàn cho khách. Il y en a plein qui ont dit qu'ils n'avaient jamais mangé des nems aussi bons. Oh, ça vient bon. Là nó là ai cũng rất thích cái món nem và tất cả mọi người cũng nói là chưa bao giờ ăn món nem bông ngon như vậy. Eh ben, c'est vrai ce que t'as dit. Merci. Ok, đây là món chính nha. Gatin dauphinois là đó. Và cái gì thân chuột của lợn này. Đó. Và đây là món sốt rất là ngon. Sao đây là chef. Đây là bác làm món này nha. Đấy, và đây là nấm này. Chưa viêng được phê sô phê cắm sát. Đây là tủ lông tôm. Đấy, đấy cô. Sau khi phục vụ khách món l'aperitif xong ấy, thì bây giờ bắt đầu ra bàn để làm món khai vị. Thì đây ấy, là món charcuterie là thịt muối đó. Và chút nữa thì mình sẽ cho salad và những cái món ăn kèm như là tapule, macheduan hay là salad cà rốt như vừa Mai quay ở trong nhà lạnh ấy. Và cũng tiện đây thì Mai muốn cho Bông có thể cháu nhìn nhận cách phục vụ bên Pháp thế nào. Tại vì cháu có dự định là cháu sẽ học về ngành quản lý khách sạn nhà hàng. Đặc biệt là sếp của Mai đã từng làm cho ông chủ rất là nổi tiếng ở Pháp. Và ông ấy có nhà hàng 3 sao ấy. Khi mà nói tới ông thì ai cũng biết. Nhìn ông chủ bữa tiệc rất là nhanh nhẹn, xăm xắn. Và đây là ông bạn của ông chủ bữa tiệc nhá. Ông bạn ông chủ bữa tiệc đến nấu hộ đó. Mượn bếp nhà sếp của Mai nấu. Bây giờ sẽ cho cái món chính vào trong lò. Wow. T'as combien de qui te suivent? 213 213 000. Et sur Facebook c'est 245. Incroyable. Ça fait beaucoup. Pas encore. Bravo. Tu mets de l'élu sur pouce? Là ông chủ xăm xắn chưa? Pas trop chaud. Pas trop bouillé. Bây giờ thì Mai ra về. Và Mai sẽ chào ông chủ. Ok, dưa vào bà chi mà thật, dưa vào bà chi mà thật nào. Bon anniversaire encore. Merci Mai. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et puis merci encore pour les nems. Courage pour la suite. Good luck. Oh, merci. Good luck.
bức rồi. Bonsoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Et bonne soirée à vous. Bonsoir. Je vais partir maintenant. Au revoir. Bonne nuit, bonne nuit. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire à moi. Au revoir, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Cô chú anh chị bạn thấy vui không đó, Mai làm xong rồi nhưng mà chết được cái là bây giờ nhạc to quá, chắc chắn là hôm nay là sẽ phải bản quyền này, về nhà Mai phải thu âm lại. Ok, bây giờ thì cho Mai xin dừng video ở đây. À, nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh của Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye, bye.